Nay công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ pulley trục cơ cho dòng xe Volvo phiên bản Volvo XC60. Bộ pulley trục cơ được công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn của Volvo. Bộ pulley trục cơ được sản xuất với chất liệu cao su vô cùng cao cấp theo tiêu chuẩn chính hãng. Chất liệu cao su rất là mịn và đẹp. Đây là phần kim loại đằng sau. Đây là các số seri. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập khẩu Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.